Coi đừng chớp mắt là em ăn gian. Đây nè. Bây giờ đầu tiên em muốn có con gà là em phải có cái hộp gà. Anh chị coi em mượn đây là một cái chén không? Em đặt nó xuống đây. Rồi bây giờ coi em mượn một cái tờ giấy. Em xé ra, em dò tròn tròn lại, bỏ vô trong cái chén đó. Em kêu cục giấy ơi, nghe lời tôi thay hình đổi dạng, trở về đây thành trứng hộp gà một cục, bỏ vô. Rồi bây giờ dò thêm một cục nữa, là cục thứ hai. Cục giấy ơi, nghe lời tôi thay hình đổi dạng, trở về đây thành trứng hộp gà hiệp quá trời tay. Rồi bây giờ coi em dò thêm một cục nữa, là cục thứ ba. Em cho ba cục giấy này nó trở về đây thành ba trứng hộp gà. Rồi em cho nó nở ra ba con gà. Em thả con lươn này ra cho nó quấn là nó ăn. Rồi nó muốn, anh chị coi mới hấp dẫn nha. Đây nè, mời bạn dòm chị, em đậy cái chén lại. Em đứng ở đằng xa nghe. Em đọc ba câu thần chú, bốn câu thần tiếng. Sấm ba la xì, xí ba la sầm, sầm sầu xì, bánh mì, xí mại, bò con. Và đọc thần tiếng đó, chứ không phải thần chú đâu nghe. Người ta có bùa, người ta đọc bùa lỗ ban. Còn em không có bùa, em đọc đại, đọc bùa lỗ hang. Bây giờ cho kêu ba cục giấy ơi, nghe lời tôi trở về đây thành ba trứng hộp gà. Trả vô. Đã nhiều anh chị nói thôi tao biết rồi. Anh thấy em mày diễn ở đây rất là nhiều lần rồi. Anh nghi ngờ em mày đậy cái chén lại vậy nè. Rồi em mày bỏ hộp gà vô rồi chứ gì. Rồi đậy lại vậy sao thấy. Dạ cũng đúng. Đây nè. Bây giờ để em trình bày cho anh chị khán giả kiểm tra giùm em ở trong cái chén nha. Rồi bắt đầu coi em diễn. Đây nè. Trước hết nha, anh chị mình cho em xin được phép. Và em săn cái tay áo lên luôn. Để nhiều khi anh chị mình nghi ngờ hộp gà ở trong tay áo em thì vô và không có. Bên đây cũng vậy nha, hoàn toàn có không có hộp gà. Mà nếu có hộp gà bên trong, em cầm cái chén, em lắc. Và hộp gà nó kêu lập cập và nó bể nát hết, và chưa có hộp gà. Bây giờ em đặt nó xuống đây, em đếm 1, 2, và 3, suy tô bô, lon li tô. Nghe lời tôi chạy vô một cái coi. Rồi. Báo cáo anh chị có hộp gà rồi đó. Anh chị hỏi điện không? Dạ điện giống dở chơi lắm không? Nhưng mà em dở ra nè. Có ba trứng hộp gà được nha. Anh chị tán thưởng cho em chàng vỗ tay vui vẻ ha. Cho em đợi cái lỗ mũi lên nha. Rồi coi em cho nó nở ra ba con gà. Em thả con đưa này ra nè. Cho nó quấn là nó ăn. Rồi nó múa, anh chị coi có máy ha. Đây nè, hộp gà. Nghe lời tôi chạy vô một cái coi. Vỗ tay sương sương lên cho má chị và cảm ơn ba trứng hộp gà đang hả. Chưa hay đâu. Bây giờ em đẩy nó lại nè. Em cho nó nở ra ba con gà con mới hay nè. Em thả nó kêu chút chút vòng quanh cái sân này nè. Rồi coi em thả con nưa này ra cho nó quấn con gà này lại nó ăn. Rồi nó múa, anh chị coi mới hấp dẫn nha. Đây nè, bây giờ em không để cái chén ở đây. Em để nó ra giữa sân luôn cho anh chị khán giả đều thấy. Coi ba con gà này em giấu ở chỗ nào. Em chuyền vô hồi nào ha. Đây nè, mời bây giờ kỹ đừng chớp mắt nha. Đẩy mấy cái xe sát vô con. Đây.
bây giờ em mời anh chị khán giả chú ý kỹ vô trong cái chén nha. Mở. Em không đụng tay tới cái chén đó nữa. Mà anh chị mình xem coi ba con gà này em giấu nó ở chỗ nào ha. Em chiền nó vô hồi nào. Em nói lại một lần nữa nha anh chị, ảo thuật là không có bùa nha. Ai ra đường mà diễn như em mà nó có bùa là người đó nói dốc á. Nhưng mà nếu như anh chị muốn biết được cái hộp gà, con gà này em giấu chỗ nào thì đây nè. Bây giờ để em diễn cho anh chị coi cái tiết mục này đây nè. Nếu anh chị bắt được cái đôi tay của em là biết hộp gà, con gà em giấu chỗ nào liền. Còn bắt không được, giờ sau em lật cái bề trái gửi tặng anh chị làm chơi. Đây nè, mời bạn nhầm kỹ nha. Móc. Cũng như hồi nãy bạn thấy em lấy tờ giấy này, em xé ra anh đúng. Em thổi ba trứng hộp gà. Bây giờ nghe lời tôi, đổi màu. Và nó trở về đây thành tiền. Và tiền thiệt đàng hoàng nha. Ai làm mặt giả là ở tù à. Nhưng mà sau khi nó thành tiền rồi, em gửi tặng cho anh chị khán giả một tờ làm kỷ niệm chơi cho vui ha. Chứ anh chị đừng có đem ra xài. Về nhà anh chị dán vô chiếc xe hay là dán vô vách tường. Khi nào nhìn tờ tiền này là biết tiền ảo thực em gửi tặng khán giả mình. Nhưng mà không phải em thổi một tờ đâu, em thổi một sấp. Ai thích em gửi tặng người tờ làm kỷ niệm chơi cho vui ha. Đây nè, nói liền, diễn liền, anh chị coi bóng máy ha. Đây là giấy trắng. Đây. Mời bạn dọn kỹ nha, một sấp giấy luôn. Đó, bề trái, bề phải, không có gì khả nghi ha. Bây giờ cho em bỏ một sấp.